Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trận mưa lớn trong những ngày cuối tháng 9 đã khiến cho hàng nghìn người dân ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bị cô lập một tuần do ảnh hưởng của mưa lũ. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Đáng chú ý, mặc dù trời đã hết mưa, nhưng vẫn xuất hiện dòng đất đá chảy như lũ ống ở miền núi phía tây của tỉnh Nghệ An giữa lúc trời nắng chang chang, khiến nhiều người dân không khỏi thắc mắc về hiện tượng kỳ lạ này. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại hiện tượng hiếm thấy. Trời quang mây tạnh không mưa, nhưng đất đá cứ trôi xuống như dòng lũ. Có người đặt câu hỏi, đây là hiện tượng gì và nguyên nhân do đâu? Tiếng trong video, người dân hô, động đất động đá đây. Động đất đây, xuống đây chưa? Thôi, dừng đó em ơi. Đất đá cứ tuôn xuống, người dân chỉ biết tránh ra và hô, ôi, ôi. Được biết, đoạn clip trên quay ở xã Bảo Thắng, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An. Địa điểm xảy ra vụ việc cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thắng chưa đến 1 km. Đoạn clip trên do anh Mong Văn Tư, trú ở bản Cha Ca 1, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, quay được vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 10. Theo anh Tư, thời điểm đó anh đang đi vào núi để tìm kiếm nguồn nước cho dân bản, bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm từ trên đỉnh núi. Thời điểm đó thời tiết nắng nóng. Anh Tư đã kịp thời bỏ chạy và hô hoán mọi người tránh ra dòng suối. Anh Tư đã dùng điện thoại quay lại hiện tượng đất đá đổ xuống. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thắng cho biết, từ ngày 26 tháng 9, trên địa bàn xã Bảo Thắng đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở và thiệt hại tài sản của người dân và các con đường giao thông. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Thắng đã đề nghị bà con nhân dân hết sức bình tĩnh, dùng phương án 4 tại chỗ. Để tránh thiệt hại về người và tài sản, xã Bảo Thắng đã thông báo nghiêm cấm bà con nhân dân đi ra, đi vào khu vực sạt lở nguy hiểm, không đi vớt củi ngoài khe suối, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân di rời và rà soát thống kê thiệt hại để kịp thời xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thắng Mong Văn Lợi nói, toàn xã có 480 hộ dân, gần 3.000 nhân khẩu hiện đang bị cô lập. Người dân muốn đi mua nhu yếu phẩm phải đi xe máy đường vòng hàng chục km xuống huyện Tương Dương. Ủy ban Nhân dân huyện đã huy động 2 máy xúc để san gạt tuyến đường, sớm thông tuyến vào xã. Còn tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, ông La Đức Thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, mưa lũ trong những ngày cuối tháng 9 khiến cho 2.700 nhân khẩu ở 5 bản Lưu Thắng, Tà Thong, La Ngan, Lưu Hòa và Siên Thù bị cô lập. Nước lũ về nhanh đã khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở, phá hỏng hoàn toàn nhiều nơi, tổng cộng khoảng 300 mét. Trong đó có hơn 100 mét đường thảm nhựa liên xã bị cuốn trôi xuống suối. Ngoài ra, sạt lở đất đá đã khiến cho 23 ngôi nhà bị hư hỏng như nứt vách, sập tường, đất đá tràn vào nhà. Toàn bộ những ngôi nhà này đang được bà con ở các bản chung tay di rời trước nguy cơ sạt lở đất. Ông Thoại lo lắng, với tuyến đường liên xã bị sạt lở trôi hoàn toàn hơn 100 mét, chúng tôi đã huy động hàng trăm người để mở đường mới. Đường mới mở lấn sâu vào trong thềm nhà một hộ dân. Đến chiều nay, người dân đã tạm thời đi lại qua đây bằng xe máy. Ô tô chưa thể đi qua đoạn đường này. Nếu đoạn đường này không sớm được khắc phục, mưa lũ sẽ tiếp tục diễn ra thì đoạn tiếp theo sẽ bị phá hỏng kéo dài. Ngoài ra, mưa lũ còn khiến cho hai đập tràn ở bản Lưu Hòa và Siêng Thù bị đất đá vùi lấp. Nước chảy xiết khiến cho người dân và các phương tiện không thể đi qua. Chính quyền địa phương đang huy động máy xúc, nỗ lực khơi thông dòng chảy ở hai vị trí trên. Cũng theo ông Thoại, chính quyền xã đang thành lập hai đoàn để đến từng bản bị cô lập, thống kê những thiệt hại về gia súc, gia cầm và hoa màu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Thò Bá Rê đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả do lũ lụt ở xã Chiêng Lưu. Đồng thời, sẽ sớm báo cáo cấp trên, đưa ra phương án khắc phục, làm mới đoạn đường hơn 100 mét nêu trên. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 9, mưa lớn, nước đổ dồn về nhiều đoạn khiến cho đường chính vào cụm bản Minh Châu ở xã Châu Hạnh bị sạt lở, gây chia cắt. Toàn bộ mặt đường dài hơn 10 mét bị gãy đôi, tạo thành một vực lớn có độ sâu khoảng 7 mét. Gần 30 hộ dân với 100 nhân khẩu bị cô lập. Sau trận mưa lũ vừa qua, ở tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã làm 71 hộ dân ở bản Minh Châu, xã Châu Hạnh phải chịu cảnh cô lập do tuyến đường giáp danh giữa hai bản Minh Châu và bản Minh Tiến đã bị cuốn trôi toàn bộ mặt đường với độ dài khoảng 20 mét. Chính quyền địa phương đã phải mở một con đường tạm khoảng 100 mét giúp hàng chục hộ dân ở vùng lũ Quỳ Châu, Nghệ An thoát cảnh cô lập.
Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Châu Hạnh đã khảo sát mở rộng con đường tạm với chiều dài gần 100 mét, chiều rộng khoảng 2 mét, đủ cho xe máy và người dân đi lại. Nhờ sự hỗ trợ tích cực, chỉ trong 1,5 ngày, con đường tạm đã hoàn thành, giúp cho người dân và học sinh có thể đi lại. Hiện tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó tập trung các nhiệm vụ như kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt là các công trình đang thi công hoặc bị hư hỏng xuống cấp. Chủ động phương án vận hành an toàn, hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã đầy nước. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ, đập, sạt lở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của đơn vị, kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Ủy ban Nhân dân các cấp, các đoàn thể kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách trong đợt mưa lũ. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã trích kinh phí dự phòng để hỗ trợ theo quy định. Sau mưa lũ, hướng dẫn nhân dân giúp nhau khắc phục thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng, khôi phục sản xuất lúa ngô, rau màu bị ngập, sửa chữa hạ tầng hư hỏng, khắc phục công trình nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Cũng liên quan tới mưa lũ, vừa qua, bốn em nhỏ ở Gia Lai đang băng qua suối để trở về nhà thì bị dòng nước lũ bất ngờ đổ về, khiến cho các em bị mắc kẹt. Rất may, người dân và các lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu và đưa cả bốn em vào bờ an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai xác nhận, các lực lượng chức năng của huyện vừa giải cứu thành công bốn em nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ tại xã Ia Bờ Lứ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, bốn em nhỏ cùng chú ở xã Ia Bờ Lứ đi chăn bò trở về nhà. Khi đi qua suối Thác Hai, đoạn thuộc thôn Thủy Phú, xã Ia Bờ Lứ, thì bất ngờ mưa to, nước đổ về rất nhanh, khiến cho các em bị mắc kẹt giữa suối. Sau đó một em nhỏ bất ngờ trượt chân và bị dòng nước cuốn trôi. Rất may, người dân ở gần đó đã kịp thời phát hiện và đưa em vào bờ an toàn. Trong khi đó, ba em còn lại phải treo lên mỏm đá giữa suối để lánh nạn. Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của xã Ia Bờ Lứ và huyện Chư Pư cùng với người dân đã nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ các nạn nhân. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công và đưa ba em nhỏ vào bờ an toàn. Tại thời điểm cứu hộ, dòng nước chảy xiết, địa hình hiểm trở nên việc giải cứu các cháu gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng dây thừng và áo phao đu qua giữa suối, tiếp cận các em nhỏ bị mắc kẹt và đưa các em vào bờ an toàn. Thưa quý vị, mùa mưa bão mới bắt đầu, dự báo thiên tai còn diễn biến phức tạp, có thể gây ra những hậu quả khó lường. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tại các tỉnh trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.